7 nguyên nhân dẫn đến việc thất bại liên hoàn của các bạn trong cuộc sống. Luôn cúi mặt khi đang đi. Điều này tạo trong tiềm thức của bạn một thói quen, khiến bản thân bạn cảm giác tự ti và lúc nào bạn cũng có suy nghĩ rằng mình hèn kém hơn người khác. Dù với ai hay trong hoàn cảnh nào, bạn cũng hay cúi đầu xuống để tạo cảm giác an toàn. Thói quen này sẽ giết chết mọi hoài bão của bạn. Lúc nào cũng nghĩ mọi việc khó quá. Bạn nghĩ nó khó ư? Và nó sẽ khó thật. Tư tưởng của bạn bị giới hạn bởi cảm xúc tiêu cực trong bạn. Tại sao bạn lại tự chê trách chính mình khi bạn chưa hề thử? Vậy thì bạn đã thua cuộc trước khi bắt đầu rồi. Hay đi chơi với những người nhàn rỗi. Những người nhàn rỗi thường có tư tưởng giống nhau là an phận. Và bạn càng tiếp xúc nhiều với họ, bạn càng chê lười như họ. Có thể cuộc sống như thế cũng có mặt tốt, nhưng đây cũng là lý do khiến bạn dễ thua cuộc khi gặp phải thử thách. Không chăm chút ngoại hình. Điều này khiến bạn thiếu tự tin. Và đơn giản là khi không chăm chút ngoại hình, bạn chẳng bao giờ đến được những nơi sang trọng. Có tiền cũng không dám xài. Khi bạn làm ra 10 phần, bạn có quyền tiêu 9 phần và để dành 1 phần. Với những người biết lo xa và có hoài bão rộng, họ sẽ xài 5 và để dành 5. Còn bạn, chính vì trong tiềm thức luôn sợ rằng mình nghèo nên luôn để dành hết 9 phần và chỉ dám tiêu 1 phần. Nhưng chính điều đó lại khiến bạn mắc kẹt trong suy nghĩ, ôi, mình vẫn nghèo. Thường xuyên than thở khi phải làm việc. Những người thành công là những người luôn tìm được niềm vui trong mỗi công việc của mình và họ cực kỳ hạnh phúc khi được làm việc. Chỉ với những việc nhỏ, bạn đã hay than thở, thì ở những việc lớn, sao bạn có thể hoàn thành? Nên nhớ, người thành công là người không than thở, họ sẽ ôm việc vào mình và cố gắng đến cùng. Không nhìn thẳng vào người đối diện khi đang nói chuyện. Tại sao? Vì ngoại hình bạn không đẹp hay bạn sợ đối phương nhìn mình với đôi mắt sắc lạnh. Dù bạn bào chữa bằng lý do gì đi nữa, thì việc này sẽ khiến bạn đánh mất rất nhiều cơ hội. Chỉ khi nhìn trực diện, bạn mới cư xử đúng mực để khiến người khác hài lòng. Còn làng tránh ánh nhìn, có nghĩa là bạn sẽ mãi là người theo sau mà thôi.